Xin chào, tên tôi là Khánh Phan, tôi 34 tuổi và tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một nhân viên ngân hàng và là nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Ở đất nước chúng tôi thì người phụ nữ gắn liền với việc nội trợ, chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình. Vì thế nên là rất là ít người được làm những cái công việc mà họ yêu thích. Thì để duy trì cái đam mê nhiếp ảnh của mình ý, tôi phải vượt qua rất là nhiều những khó khăn, định kiến xã hội và đôi khi cả thói trọng nam khinh nữ. Tôi rất vui vì có bức ảnh lọt vào top 50. Và trong bức ảnh Incensing Walk thì đây là cảnh một người phụ nữ đang làm chân nhang, một cái công đoạn mà trong nghề truyền thống của đất nước chúng tôi. Thì ở Việt Nam người ta tin rằng là nhang là công cụ giao tiếp giữa người sống và các vị thần, thần linh. Thì người ta tin rằng là khi mà người ta đốt nhang lên thì là lúc mà người ta có thể nói chuyện với thần linh và thể hiện những cái ước muốn tốt đẹp của mình.